Các anh chị, uh, việc mà các doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên vào sau đó cái tỷ lệ nhân viên bỏ việc, uh, chủ động bỏ việc hoặc là mình sa thải nhân viên uh, sau thời gian độ khoảng 1 đến 2 tháng là hiện nay các doanh nghiệp đang bị rơi vào cái tình trạng này rất là lớn và thường thì chúng ta hay đổ lỗi nào nào một là họ tự nghỉ việc thì mình bảo họ ý thức họ kém hoặc là mình cho họ nghỉ việc thì mình bảo chả hiểu bọn này nó nó học xong nó học cái gì mà nó lại tệ như vậy không phải nhân viên yếu kém lỗi tại ai thì đây chính là cái chuyên đề của chúng ta nhân viên yếu kém lỗi tại ai đấy thì thế nào tôi cũng ra được cái chủ đề cho các anh chị là chồng yếu sinh lý lỗi tại ai ừ. đấy, chúng ta cái gì cũng phải có cái nguyên nhân của nó chứ đúng không lỗi tại ai? À? thế thì thưa các anh chị việc đầu tiên chúng ta phải hiểu là nhân viên là do ông nào quản lý ạ là do trưởng phòng à, là do trưởng phòng quản lý thằng trưởng phòng thì do ai quản lý ạ do CEO quản lý Đấy, bây giờ chúng ta phải xem lại nhá thế thì vai trò quản lý của ông trưởng phòng này là gì một là anh ta phải nhận hạn mức nhận là trách nhiệm. Đúng không? Với CEO giao cho, ông CEO giao cho cái gì? Hai là ông nhận hạn mức chi phí. Đấy, ông xếp ông giao cho quỹ lương chiếm bao nhiêu phần trăm, chi phí vận hành bao nhiêu phần trăm, vân vân. Đấy, ông phải nhận hạn mức chi phí. Bước thứ ba, chú quản lý phải lập gì ạ? lập kế hoạch lập kế hoạch vận hành và kế hoạch này là phải có kế hoạch tuần kế hoạch gì ạ tháng và kế hoạch năm đấy chú phải lập kế hoạch sau khi lập kế hoạch rồi thì bắt đầu việc thứ tư là chú bắt đầu biết gì ạ chia việc cho nhân viên đấy. khi chia việc cho nhân viên rồi nhưng lúc nhân viên làm thì chú phải có động tác thứ năm trước khi chia việc đặc biệt là nhân viên của mình yếu thì chú phải gì ạ hướng dẫn hướng dẫn Đấy. sau khi hướng dẫn xong đến việc thứ sáu thì chú phải gì ạ giám sát giám sát bằng cách đo gì ạ? đo lửa hay còn gọi là hệ báo gì ạ bằng cách báo cáo đấy kiểm soát hệ thống báo cáo đấy nếu đến thứ sáu mà đo lường xong thì vẫn thấy là kết quả nó kém chú phải gì ạ đào tạo mà trong đào tạo này là phải cầm tay gì cầm tay chỉ việc đấy hoặc là đào tạo lý thuyết tùy sau khi đào tạo rồi thì nó làm tốt rồi thì chú phải quan tâm đến gì ạ chính sách xem là lương thưởng của nhân viên nó thế nào vì vậy chú phải hiểu về chính sách tính lương thưởng cho nhân viên Đấy, sau khi hệ thống chính sách mà ngon rồi, thì bắt đầu chú gì ạ? báo cáo với sếp, báo cáo sếp. Báo cáo sếp thì ở đây nó có mấy trường hợp, một là trường hợp tốt, thì báo cáo cho sếp để sếp biết là tốt, sếp phấn khởi. Nếu là xấu, thì chú phải xin giải pháp từ đâu ạ? Giải pháp từ sếp, xem có cái giải pháp gì mới. Chú đề xuất các giải pháp. À, như vậy là bản thân chú phải có đến, à, đây là tám đây là chín. Khi chú vận hành một hệ thống nhân viên Là chú phải có đủ 9 cái kỹ năng này Nhưng thưa các anh chị trưởng phòng của chúng ta ngày hôm nay Họ làm được đến đâu Thì thưa các anh chị Đa phần tôi chia sẻ thật luôn các anh, anh em nào giỏi thì thì thôi Nhưng anh em nào đang rơi vào tình trạng đấy Thì cũng đừng trách tôi vì tôi bóc mẽ nó ra Thứ nhất là Không nhận hai cái trách nhiệm này À, mà lập kế hoạch không nhận hai cái này nhá nhưng cứ đi lập kế hoạch mà thậm chí một số chú không lập kế hoạch xong lập kế hoạch xong nhưng lại không biết chia việc cho nhân viên xong lập kế hoạch xong rồi đến đây mình làm tất mình làm tất và không chia việc cho nhân viên thì bệnh đầu tiên là bệnh mình làm tất từ trưởng phòng tức là của, của, của quản lý đấy quản lý cấp trung cấp trưởng phòng là mình làm tất và không chia việc cho nhân viên Thế dẫn tới là nhân viên đến cơ quan nó không biết làm cái gì theo kế hoạch Mà nó giống như là một kẻ bị sai vặt Mà nguyên tắc tất cả những cái bạn trẻ bây giờ Bạn ấy không kiên trì như bọn tôi ngày xưa Bọn tôi ngày xưa sai vặt một năm là bọn tôi vẫn cứ nhiệt tâm để làm Nhưng bọn trẻ bây giờ mà dùng chúng nó sai vặt trong vòng nửa tháng là nó biến luôn Vậy nỗi mà mình làm tất tự cấp trung này Khiến nhân viên bỏ việc Hoặc nó ngu mãi là lỗi tại ai? Quản lý cấp trung Đúng không? Nhưng khi ông chia việc cho nhân viên rồi Biết cách chia việc Nhưng ông không biết về nghiệp vụ để hướng dẫn nó ờ, Mày đi bán hàng đi Đây sản phẩm đây đi bán đi Doanh thu một tháng là bằng này nói xin lỗi nó vừa vào Nó làm thế cho nào được Thì ông phải gì ạ? À? Hướng dẫn nó Cách đi bán hàng như thế nào ấy thì hiện nay có một đám trưởng phòng là không hướng dẫn hướng dẫn tức là giao việc nhưng không hướng dẫn vậy có khác gì bảo mày nhảy xuống bể mày bơi đi mà chưa hướng dẫn nó bơi vậy thì trường hợp này là giết chết nhân viên và trường hợp này nó cũng gì hoặc là ông đào thải nó hoặc nó đào thải ông thì trường hợp này lỗi tại ai cũng tại cấp gì cấp dưới tiếp theo nếu ông hướng dẫn rồi Xong ông giám sát Nhưng kết quả nó tệ Mà đào tạo hoài Kết quả nó vẫn tệ Đào tạo 10 đứa mà 10 đứa nó vẫn ngu Thì suy ra ai ngu Vẫn là quản lý cấp trung gì Ngu Nhưng nếu đôn đốc anh em đi làm có hiệu quả Nhưng không bao giờ quan tâm đến chính sách của anh em Chỉ sử dụng nó như một quân mài Để phục vụ ông sếp thôi cái người cấp trung là người phải đứng ra để dàn xếp được quyền lợi giữa công ty và quyền lợi của nhân viên của mình để đảm bảo rằng anh em nó làm để đời sống nó tốt thì nó mới phục vụ tiếp thì anh chị lại không biết không biết làm chính sách mà không biết làm chính sách thì là cứ theo chính sách công ty mà phải dẫn tới nhân viên nó bỏ việc lỗi tại ai tại cấp trung phòng mình làm tốt nhưng không biết báo cáo sếp sếp tưởng làm tệ dẫn tới là sếp nhìn đội quân nhà mình ngứa mắt đuổi việc một vài đứa nào đấy thì cũng là tại cấp cấp trung vậy nhân viên yếu kém lỗi tại ai quản lý cấp cấp trung và tôi hy vọng rằng sau cái chương trình này thì cấp trung phải biết nâng cấp bản thân mình lên đừng đổ lỗi cho nhân viên nữa bởi vì bạn mà quản lý 10 người mà bạn quản lý yếu kém là bạn giết cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp bạn giết chết Tương lai, bạn giết doanh nghiệp, giết tương lai của giới trẻ. Và bạn gì? Làm lãng phí cơ hội của ông sếp. Cho nên mỗi chúng ta tự nâng cấp bản thân mình lên để có trách nhiệm hơn với doanh nghiệp. Và chúc cho các quản lý cấp trung tự biết cách build mình lên để sống trong doanh nghiệp chủ động và mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng, cho cán bộ nhân viên mà mình quản lý. Xin trân trọng cảm ơn.